Rồi, đang trên đường đi vào, mình quay cho các bạn cùng xem ha. Cá đang vô, đang trời mưa. Nhưng mà thấy như thế này là mưa. Đây là những cái lá chuyển màu đỏ để trong đó có xong lá chuyển màu vàng nó bị mưa. Cái này thấy không, rất là đẹp nha. Cái này có thích thì cho mình một like nha. Ăn chơi con cặp mưa rơi nha các bạn, trời mưa nha, trời hôm nay ra mưa nha các bạn, hồi nãy nhìn mình mùa mưa rồi nha, ăn chơi không chịu mưa rơi nè, đi làm xa trông cha mẹ gửi tiền về nè, đi làm xa không có tiền về trông cha mẹ gửi tiền xe nè, cái nhà thấy không rất là đẹp ha. Đây, quay cho cả nhà cùng xem những cái ngày lá chuẩn bị vàng hết rồi, quay cho cả nhà cùng xem. Quay nha, thành phố xe rất là đông, ngày nào cũng xe hết. Hello, xin chào các bạn, cô chú, anh chị em, và ngày mới vui vẻ. Hôm nay thì mình đi quay những cái clip lá vàng gà là ở thành phố Seattle nha các vị khán giả. Nó ghê, nó vàng rồi, nó rụng hết rồi. Rồi mình quay cho cả nhà coi. Hôm nay là trời mưa, những cái lá các bạn thấy không, rất là đẹp ha. Trời mùa thu rồi thì mưa gió lá nó vàng, mỗi năm xưa thu là thu về thì trời mưa thì lá nó rụng nó vàng đó các bạn thấy không? Ở nhà cho mình một like nha, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Đây mình đi làm thì mình quay cho cả nhà xem hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của mình đi làm như thế nào nha quý vị khán giả. Những cái lá cho cả nhà cùng xem. Những cái lá nè chuẩn bị vàng, mỗi năm nó có một lần nha quý vị, vài bữa nữa là nó hết rồi. Rồi chúng ta lưu lại cho trong một năm mùa thu nha quý vị khán giả. Mình quay cho cả nhà xem. Một năm của mùa thu trời đang mưa nha quý vị, cái nhà thấy đang là tẹt là vừa tối ha, rất là giờ gió rất là lạnh. Cái nhà có yêu thích thì cho mình một like và một lượng xem, một lượng chia sẻ, một lượng đăng ký và cho cùng bạn bè cùng chia sẻ với những ngày mùa thu nha quý vị khán giả. Trời đã mưa, lá đã rụng hết rồi, mấy cái cây này chặt cọc các bạn thấy không, chuẩn bị trời giờ cua cọc hết rồi. Mình qua cho cả nhà cùng xem nha, những cái clip là ngắn của tiểu bang Seattle của mình nha. Rất là trời rất là gió, cái nhà thấy trời đang bị gió không á, nó đang xe đang chạy hết cái nhà.